Hello, xin chào anh em đã trở lại với kênh của mình, Khắc Kiên Free Tyler Football. Vừa rồi thì mình vừa thực hiện một cú sút hình quả chuối hay còn gọi là cứ lòng. Đây là một trong những cú sút bóng vô cùng lợi hại, được rất nhiều cầu thủ đẳng cấp bậc nhất thế giới thường sử dụng trong những trận đấu đỉnh cao như Messi, Neymar, Coutinho và còn rất nhiều cầu thủ khác. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, cách làm thế nào để sở hữu kỹ năng sút bóng tuyệt vời này. Bước đầu tiên, chạy đà. Mình thường đứng chếch 50 đến 90 độ so với bóng. Chạy đà gần hay xa tùy thuộc vào khoảng cách sút bóng tới khung thành. Lý do đứng chếch như vậy để khi thực hiện cú sút sẽ tạo ra một đường cong như ý muốn bay vào khung thành. Chúng ta sẽ đặt chân trụ cách bóng, cách ngang so với trái bóng khoảng một găng tay. Hướng của chân trụ sẽ hướng vòng ra ngoài so với khôn. Bởi vì khi chúng ta sút bóng sẽ tạo một độ xoáy, một độ vòng. Điểm chạm ở trên bóng thì chúng ta sẽ sút từ một đường chéo từ dưới lên trên. Phía bên ngoài của trái bóng. Thì khi đó bóng sẽ xoáy. Nó xoáy theo một hình vòng cung. Đó, chúng ta sẽ kéo từ dưới lên trên. Bởi vì khi chúng ta mà kéo ngang như thế này bóng sẽ lao vào đất. Chúng ta sẽ kéo một đường chéo từ dưới lên trên. Đứng ngoài trái bóng thì bóng sẽ đi xoáy. Còn điểm tiếp xúc trên chân, chúng ta sẽ tiếp xúc từ mép trong của ngón chân cái kéo đến giữa lòng trong của chân. Đây là điểm tiếp xúc bóng. Từ đây đến đây chúng ta sẽ tiếp xúc mép trong của ngón chân cái trước, sau đó sẽ kéo dần. Khi vung chân lăng thì chúng ta sẽ vung tùy theo khoảng cách từ bóng tới khôn. Chúng ta sẽ vung từ bên ngoài vào và sẽ từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên. Làm sao cho điểm chạm từ ngón chân cái đến lòng trong của chân với trái bóng là dài nhất. Khi đó chân trụ của chúng ta sẽ hơi khệu. Chân trụ của chúng ta sẽ hơi trồng. Ngoài sẽ hơi nghiêng về bên phía chân trụ. Người sẽ hơi nghiêng về phía trụ. Mình cũng xin chia sẻ một số mẹo nhỏ để hóng nhanh cú sút này. Chúng ta sẽ thực hiện động tác này với một cự ly gần trước. Thực hiện như động tác đơn giản trước. Chúng ta sẽ đứng gần bóng, lấy đà thật gần hoặc không cần lấy đà, rồi sau đó kéo giãn cự ly để điều chỉnh cữ chân của mình. Cũng như bước đà và cách đúng. Đây là cú sút cứ lòng này thích hợp cho những tình huống đi bóng dạt biên rồi sau đó bất ngờ quạt ngang và trung lộ và thực hiện cú sút. Hoặc nó cũng thích hợp cho những cú sút đá phạt trực tiếp có cự ly thuận lợi tới khung thành. Cuối cùng là xin cảm ơn anh em đã xem hết video này và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục ra những video hàng tuần về bóng đá, chia sẻ niềm đam mê của mình với bóng đá và cùng với anh em tận hưởng niềm vui bóng đá. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và cảm ơn.